À, dạ. Trời ơi, ai mà phát sầm nữa vậy? Đem cái gì luôn, đưa qua coi coi. Đem vòng. Rồi chưa đi gì hết mà mỏi chân đem rồi. Đem vòng nữa. Mẹ đưa vòng qua đem cái gì? Đem giỏi ta. Ờ, ngươi đứng xuống đi đi. Mỏi chân mỏi chân. Mỏi chân xạ. Để mà kiếm không thấy đường đi hả? Đi đâu mà chạy vậy, từ từ thôi. Đến nơi chưa? Đến nơi chưa? Mỏi chân rồi thằng. Xách rồi cho mẹ kìa vậy. Con mỏi chân rồi kìa. Cái gì kỳ vậy? Hả? Con không đi cầu thang nữa hả? Con đi với ai? Rồi đi đi. Lên nào. Ngươi dở ẹt. Ngươi dở ẹt. Ngươi ơi, con đang quay phim ngươi nè. Nè bà ngoại đây, bữa giờ quá trời người kiếm bà ngoại. Có vài khán giả hỏi anh Tiên coi sao lâu quá không thấy bà ngoại xuất hiện. Cho ba có đội một. Ba lạc lòi rồi. Anh. Trời ơi. Ba sao ba không có đội màu vàng vậy? Thôi cho ba ngồi màu vàng một chút đi. À. Thôi vậy ba qua đây ba ngồi một mình cho ba buồn luôn. Ba ngồi một mình cho buồn luôn. Có ai cho tôi ngồi chung không? Hả? Kim khí cầu. Trời ơi, chỉ hỏi sao nó bay không được vậy? Nó đâu phải đồ thiệt để bay đâu con. Cái này để mình ngồi mình chụp hình thôi. Đi, đi tới nơi rồi. Nhanh lên, người ta chờ mình trên kia kìa. Nhanh lên. Con đi, cái này là con phải nắm tay ba nha. Con không được chạy một mình nha. Đứng dậy. Đứng dậy ba coi coi đẹp không. Wow, dễ thương quá ta. Đâu có cái túi đâu. À. Ê, không được. Như vậy là mình vô duyên đó nha con. Nha, không được vậy nha. Cô tặng ngươi gì vậy? Xe gì cà chua hả? À, ra trên đó là trái cà chua hả? Wow, đã quá ta. Đi ăn mà được cô tặng xe luôn. Lịch sự đó nha mọi người, cô tặng xong con cảm ơn cô. Thôi mình cất đi nha, ngoài bỏ vô giỏ cho Ngư nha. Ê, nó chạy mất tiêu sao? Có một món đồ chơi nữa. Nhưng mà nó là lúc mà mở là nó không biết cái gì đúng không? Ừ. Lúc mà mở là nó không biết cho cái là chiếc xe đúng không? Ừ. Con bữa có hai cái. Sao? Ngư là có cái chiếc giống như vậy nữa mà màu đỏ. Còn Ngư em thì mở được cái súng. Bây giờ không như lại được cái chiếc này nữa. Hên xui vậy hả? Ờ. Mà toàn là được chiếc này, chiếc này nó đẹp hơn. Đây. Con ăn tôm ngoài. Để nó để ngày này. Ê. Rồi, xong rồi. Em ơi cho em xin cái mới đi. Rớt rồi thì thôi. Ăn rau tẩm hộp hay nấm tẩm hộp? Cái gì cũng được, giờ gọi đi. Đi chợ từ nãy giờ chưa xong nữa đó mọi người. Yeah. Đại liêu, đổ thứ mặt sưng. Em dễ thương, em cứ chọc em hộp. Nha. Cái này không được. Ở trong này hơi ồn nha mọi người. Rồi đó rồi. Tôi chỉ ăn kìa.
mê dưa hấu với chuối lắm. Hai món đó là món ruột đó. Bữa giờ lâu quá tôi không mua dưa hấu cho mọi người ăn nữa. Đồ ăn đã lên rồi. Ok. Cái nào cũng được. Ủa sao cái kia tới hai món luôn bạn? Chúng phải ham ăn hả? Ngon quá. Lâu lắm rồi mới được đi ăn. Ngon không Ngư? Ngon. Ăn dưa hấu cái no luôn, khỏi ăn cái gì luôn. Hai dưa lau dễ thương xỉu. Không thấy đúng không? Nãy giờ chưa không thấy luôn á. Vừa mới quăng ra nó là có một món quà muốn tặng anh Duy Cá. Anh không nhìn. Thấy cái trái cây con mập không thấy hai tấm hình. Cô gái đậu mì gói. Giống ai vậy? Chị thích ăn mì gói thôi. Giống ai vậy? Giống hồn nó hơn đó. Út hồn. Hên hồn. Em có thể ăn mì gói hoài luôn á. Rất là chính kiến nha. Quyết tâm ăn cái gì là ăn cái đó. Ép ăn cái khác cũng không chịu. Đây nè, thêm một cô gái mì gói nữa. Con không có ghẹo, ai biểu mẹ ghẹo con á. Mẹ ghẹo con, mẹ cũng đâu có xin lỗi đâu. Mẹ có ghẹo con không? Thấy chưa? Không. Mọi người thấy không? Ăn giống như em bé hả? Ở ngoài cắt nhỏ 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 nè. Đâu có nhai được đâu, nuốt trọng luôn nè. Đấy vậy còn bị làm biến. Chị ăn một khổ quá à. Không anh tiên khóc. Quý đừng đi một mình nha. Rồi nè. Rồi nước trọng với bạn. À chưa cái nhỏ này nha. Giờ mình chưa đủ nhỏ nữa hả? Chưa. Mắt cổ chết sao. Được rồi. Cục vàng ơi. Cục vàng làm gì vậy? Chui đi đâu vậy? Tập thể dục hả? Tập thể dục cho mạnh khỏe hả? Đây là có chương trình sẵn cho gia đình. Là đấu với em á hả? Rồi vậy là em thua rồi. Nên được tặng quà rồi. Rồi rồi hát chúc mừng sinh nhật mẹ đi. Con ăn xài không? Chỉ giờ con ăn gì bà lấy con ăn. Ăn trái nho hả? Đây bà lấy cho. Không trái đó không ăn được. Cái này ăn được nè. Có trái nhãn nữa kìa. Con cắn được không? À ngon quá. Con cảm ơn mọi người nha. Chỉ là sinh nhật ba nè. Trời ơi, được không? Rồi, ba với Ngư vô một cái. Vô, cắn. Ủa sao không cắn đi? Sao nhìn thì mũi cao vậy? Ủa? Cái miệng nó đông quá. Thôi con nhai đi con đừng ngậm cái đó bị mắc cổ quá. Ăn không ba lột ra cho con nha. Không ăn hả? Chứ ghê quá. Rồi bây giờ ba lấy con tôm cho Ngư ăn nha. Con tôm đâu rồi ta? Con tôm trong này nè.
một con tôm nấm nước đi á. Nó teo con tôm teo héo luôn rồi hả? Dạ. Ừ? Thôi tao giờ hành tôm khô luôn rồi. Nước kìa, nước, nước, nước kìa. Nói là ngon hát chung một sinh nhật là cho vô đi ăn. Để chú vô. Chú vô. Chú vô. Hả? Nó có gì vậy thôi mà. Cái đó là gì vậy? Cái cưỡi ngựa là làm gì vô này? Cá bồi á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ba đội nấu cá bồi. Nói ngoài chị á, chứ nó đâu biết đâu. Ba mẹ nói nhá. Mẹ nói nó nhớ. Mẹ nói ngọt không? Mẹ để tao xé ra cho tao. Chừng có hộp. Ăn hết cái bài của tôi luôn rồi hả? Rồi, chào một chút nữa nha. Chơi nhẹ mà vụ ăn đồng hết con ốc gì quên rồi. Ốc tỏi. Có ốc tỏi. Sò mai hay gì á? Con sò điệp á hả? À, sò điệp. Ủa, người đâu rồi? Rồi, nó bye bye nha. Ê, đừng 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 quay vô nồi lẩu. Ê, trong này nóng lắm. Chỗ này nóng lắm bây giờ. Không được. Ở đây nữa là ớt cay cay cay. Trời ơi. Tại sao bây giờ nó nghĩ vậy? Đi cay hả? Ở trong này là nước uống mà không biết được. Kẹo bông gòn gì bự dữ vậy? Giống cây nấm quá vậy. Ăn hết nhiêu đó không? Ê, nó nhiễu, ẹ ẹ ẹ. Lên nó nói ngoài lấy khăn cho con lau tay chứ không có chi vô người người khác như vậy. Coi chừng chín tay con ẹ kìa vợ. Ê ê ê ê. Nè không có một tờ tiền trong người luôn á. Chia lại ha, còn ngoài suối đúng không? Chia lại ha. Và còn ngoài kia con chạy qua kêu chia cho ngoài đúng không? Kêu ha. Ngoài nói qua bánh xin tiền cho mẹ đi cho ngoại mà nó dám nói chia cho ngoại á. Làm ba chia làm bố. Có. Chia cho ngoại. Bây giờ chia ba hay chia bố? Có chia cho người không? Chị này dơ không có chia cho ngươi. Rồi bây giờ chia bốn chứ. Chia ba. Bây giờ cứ cho chia cho ngươi. Nè, ngươi còn nhỏ ngươi chia xài tiền được đúng không? Ừ. Khi nào con lớn bây giờ con xài tiền nha. Rồi, vậy là cái này vẫn là của ba, còn cái này của ngươi. Đường nào tôi cũng chết đó.
Thôi té 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 té. Đó, đi về là cô tính tiền rồi rồi. Cảm ơn mình nhé. Ờ, cảm ơn em. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Vợ coi bill của vợ. Đi ra đây gì? Mình đi về thôi nè. Thôi bây giờ nè, gia đình Tiêu ăn xong rồi. Tiên với Vân Ngư với mọi người bé mai ông bà cô chú nha. Mọi người đừng quên subscribe kênh nha mọi người ơi. Bye bye. Mình được 601 ngàn.